Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn hôm nay thì mình sẽ review cho bạn cái đống dép xốp nhé. Dép xốp ạ, dép là bằng xốp ạ, đúng không? Của hãng Petit thì rất là đẹp. Đây hôm nay mình sẽ review cho bạn xem cái đống dép xốp này, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái dép xốp này, rất là đẹp đúng không? Có hoa văn này, đấy, đầy đủ các loại hoa văn này. Đây, bạn này xốp này thì nó có 3 lớp nhé. Đúng không ạ? Ba lớp bạn có thể nhìn này, à không, nhiều lớp ấy ạ. Lớp dưới cùng này là đế của nó này. Đế này là bằng cao su này. Bạn nhìn thấy không ạ? Đế này cao su này. Đây là tiếp theo cái này. Đấy, một lớp nữa này. Họ ép xuống. Xốp ép ấy ạ. Đúng không? Cái này là bằng xốp này. Nhìn này. Rất là cứng ạ. Đúng không? Và cái loại này đi thì cực kỳ bền luôn nhá. Họa tiết thì là họa tiết này, dép này là cái loại dép đây là dép 7 phân ạ. Được chưa? Dép 7 phân. Rất là mềm, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy. Hoa văn in ấn này. In trực tiếp lên luôn, không sợ bị phai, bị mòn nhá các bạn nhá. Này. Này các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Đấy, còn đây là cái hạt trang trí của nó này. Hạt trang trí này, hạt trang trí này là hạt mình cũng không biết cái hạt này là hạt gì nữa cơ. Đó, cường đính rất là chắc chắn này, các bạn nhìn thấy không? Họ đính rất là chắc chắn và cái này đính bằng thủ công luôn nhá. Đính bằng tay, đính bằng thủ công luôn ạ, các bạn nhìn thấy không? Đó, đính bằng tay luôn, khâu bằng tay luôn ạ, nên là rất là chắc chắn nhá. Không phải khâu bằng máy ạ. Đây. Đấy. Đấy, rất là đẹp, hạt của nó rất là đẹp đúng không các bạn? Đấy, đây ạ. Dàn dép đây ạ. Đây là cái đế của nó ạ. Được chưa? Đế này. Đó. Đế này. Đây là loại 7 phân ạ. Đúng không? Còn đây mình có một loại nữa là loại 3 phân. Loại này là loại đúng rồi, loại 3 phân ạ. Đế rất là chắc, size 37, đế rất là chắc các bạn nhìn này. Đúng không? Đó, bấm rất là chắc chắn luôn. Đó, đế này là cái này nó không ở dưới cái này nó chỉ có hai lớp thôi, đúng không? Ba lớp ạ. Đây các bạn nhìn nó từng đường viền của nó này này. Đây là một lớp này, đó. Từ đây là một lớp này. Cái lớp bằng vàng này là hai lớp này. Đấy, lớp này là ba lớp này. Đấy, ba lớp. Cái này không có đế cao su ở bên dưới. Đúng không? Hạt trang trí của nó rất là đẹp luôn nhá. Cái này này. Đấy, khâu này, đúng không? Các bạn nhìn này, đó. Nhìn rất là lấp lánh nhá, đúng không? Long lánh, lấp lánh này. Đây là gì ạ? Hạt trang trí bằng nhựa này. Các bạn nhìn thấy không? Rất là lấp lánh này. Lấp lánh, đúng không? Đấy, rất là đẹp. Đấy, quay ra thì nó phản sáng ra ấy. Khá là đẹp, đúng không? Này, đây nữa này. Đó. Đây nữa. Đó. Không có đế. Đế thì là thiết kế hoa văn kiểu là sần sùi gồ ghề như này để chống trơn trượt, chống trơn trượt, giảm ma sát đúng không? Đó. Đó. Anh nhìn thấy không ạ? Đó. Đó. Rất là đẹp nhá. Đây một đồ này. Còn đây là một cái loại cũng là dép này. Hạt trang trí của nó này. Hạt trang trí này cũng khá là đẹp đúng không? Hạt trang trí này cũng là đẹp này. Đó. Hoa văn in ấn cũng rất đẹp đúng không ạ? Hoa văn in ấn cũng rất là đẹp này. Được chưa? Đó, và đi không sợ bị cái này, dùng cái này thì đi không bao giờ sợ bị hỏng luôn các bạn. Không bao giờ sợ bị hỏng luôn. Đúng không? Đây, mẫu dép này, mẫu ngoái này. Đấy, dép ở đây. Đây, đôi này. Đây là loại 3 phân đúng không? Đấy, đây là loại 3 phân. Ừ. 3 phân này. Đây cũng 3 phân này.
chưa? Đây cũng 3 phân này. Đây 7 phân. Đây là một loại là loại 3 phân, mình để góc này. Đây là loại 7 phân này. Đây nữa. Đó, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Đây, hạt trang trí đây cũng khá là đẹp các bạn nhé. Đẹp là đẹp ở cái hạt trang trí. Nhìn nó rất là lấp lánh đúng không? Nó ánh sáng lên nhìn lấp lánh rất là đẹp ạ. Được chưa? Cái này cũng thế ạ. Được chưa? Đó. Đây mình giơ xa các bạn xem nhé. Một loạt dép này. Đây là cái loại dép xốp ạ. Đó. Dép xốp ạ. Đó. Đó. Một hàng, một dãy dép xốp này. Đó, rất là đẹp. Mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem nhé. Đây ạ, cận cảnh này. Họa tiết này. Đó. Nhìn lấp lánh cái hạt trang trí của nó nhìn lấp lánh rất là đẹp đúng không? Đó. Đẹp. Đấy, mình quay cận cảnh các bạn xem này. Đấy. Đâu ạ? Đây ạ, đây nữa ạ, hạt trang trí ạ. Đây. Một mẫu. Màu vàng ạ, đây màu vàng ạ. Đây màu đỏ ạ. Chưa? Đấy, rất đẹp. Đây nè, rất đẹp. Hạt trang trí rất đẹp luôn. Mình sẽ quay đế cho các bạn xem nhé. Quay đế ạ. Đó, đế này. Đế ạ. Đây cũng đế 7 phân này. Size 37 đế 7 phân này. Được chưa? Đây cái đế tiếp này. Đây một loại 3 phân. Thì nó thấp hơn đúng không? Bạn có thể nhìn thấy nó so sánh nó thấp hơn. Thấp hơn 3 phân. À đây là loại 5 phân nhé, xin lỗi các bạn. Đây là loại 5 phân này. Đây là một loại 7 phân này. Còn một loại 3 phân nữa. Đó. Còn một loại 3 phân nữa. Đây là một loại 7 phân. Đây là loại, đây là loại 5 phân này. Đây là loại 7 phân này. Đấy, đế của nó rất là đẹp này, đúng không? Dạ. Đó. Còn đây là cái đế của nó. Đế thiết kế của ghế rất là chắc chắn nhé. Đó. Đây là mình đang review với các bạn cái loại dép xốp đúng không? Này, rất là êm chân, đi cực kỳ êm chân, cứng chắc đúng không? Bạn nhìn này, đấy. Đó, cứng chắc này, cái này cũng thế này. Đó, đó. Đó, bạn nhìn nhận lần nữa nhé. Đó. Clip của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi clip lần sau nhé.